Buổi diễn thuyết tranh cử đầu tiên của Tổng thống Donald Trump vào hôm 20 tháng 6 tại Oklahoma đã diễn ra với tiếng reo hò của hàng chục ngàn người ủng hộ. Tuy nhiên, hội trường vẫn còn nhiều chỗ trống trong bối cảnh đại dịch virus corona vẫn còn lây lan mạnh mẽ. Tổng thống Trump với cà vạt đỏ mang tính biểu tượng đã chào đón người dân và phàn nàn rằng các phương tiện truyền thông đã ngăn cản những người tham dự đến và trích dẫn hành vi xấu từ những người biểu tình bên ngoài. Tôi chỉ muốn cảm ơn tất cả các bạn. Các bạn là những chiến binh. Tôi đã xem tin tức giả mạo trong nhiều tuần nay và mọi thứ đều tiêu cực. Họ xúi giục mọi người đừng đi, đừng đến đây tham dự, đừng làm gì cả. Có nhiều người xấu ở bên ngoài, nhưng tôi đánh giá cao và cảm kích mọi người dân Oklahoma đã có mặt ở đây. Với chỉ một số ít người tham dự đeo khẩu trang bên trong hội trường, Tổng thống Trump đã phản bác lại những lời chỉ trích ông đối với việc xử lý đại dịch. COVID-19, cái tên này đã lan truyền càng ngày càng xa Trung Quốc. Vậy mà họ phản đối việc tôi gọi nó là Chinese virus. Mọi người nói tôi đã không chịu đóng cửa sớm hơn. Hãy nghĩ lại đi, tôi đã thực hiện một công việc còn phi thường hơn. Đó là đã đóng cửa Mỹ với Trung Quốc từ cuối tháng 1, sớm hơn rất nhiều so với bất kỳ ai khác, nếu như có một ai đó dám làm điều đó. Chúng tôi đã cứu hàng trăm ngàn mạng sống. Chúng tôi thậm chí còn không thèm nhắc tới điều này. Đối với những cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc bắt nguồn từ cái chết của người đàn ông da đen George Floyd bị cảnh sát ghì cổ, ông Trump đã ủng hộ phản ứng quân sự đối với các cuộc biểu tình trên toàn quốc và bị chỉ trích vì không thể hiện sự đồng cảm với hoàn cảnh của người Mỹ da đen. Ngay sau đó, ông lên án những hành động phá hoại của người biểu tình. Đám đông cánh tả đang cố gắng phá hoại lịch sử của chúng ta, mạo phạm di tích, những tượng đài đẹp đẽ của chúng ta. Họ phá bỏ và bức hại bất cứ ai không tuân theo yêu cầu của họ. Đương nhiên là chúng tôi không tuân theo rồi. Đó là lý do vì sao mà chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay. The unhinged left-wing mob is trying to vandalize our history. Tiếp theo, ông chế giễu truyền thông đã bịa đặt về những thông tin liên quan đến mình, bao gồm cả về tình hình sức khỏe. Mọi người nhớ đoạn video tôi đi từng bước nhỏ xuống sân khấu ngày hôm trước không? Tôi không có khom lưng, tôi không có đi như vậy nhé. Tôi chỉ bước cẩn thận thôi. Sau khi xuống tới đất, tôi thậm chí trông rất bảnh. Vậy mà truyền thông không trung thực. Họ cắt ngay đoạn đó đi. Đương nhiên là tôi không muốn chạy xuống đoạn dốc đó. Bởi vì nếu tôi có một cú ngã thì chắc chắn sẽ trông rất tệ. Thế mà họ đồn đoán sức khỏe tôi, và đoạn clip đó thậm chí còn dẫn đầu xu hướng tìm kiếm. Like so far tonight I'm average.
But we're having fun. We're having fun. So far tonight. But I called my wife and I said, how good was it, darling? She said, you're trending number one. I said to our great first lady, I said, let me ask you a question. Was it that good, the speech that I'm trending number one? Because I felt... Hôm đó tôi gọi cho vợ và hỏi, em thấy bài diễn thuyết của anh thế nào hả em yêu? Cô ấy nói, anh đang dẫn đầu xu hướng đấy. So then my wife said, well, it wasn't only the ramp. Did you have water? I said, yeah. I was speaking. Tôi nói, ô, tốt vậy à. Anh đã nói bài diễn thuyết ấy trong thời gian rất lâu đấy. Vợ tôi trả lời, không, họ thậm chí không đề cập đến bài phát biểu. Họ chỉ nói là anh đang có thể bị mắc bệnh Parkinson thôi. So what happens is I said, what does it have to do with water? They said, you couldn't lift your hand up to your mouth with water. I said, I just saluted 600 times like this. And this was before I saluted. So what's the problem? She said, well, I know what you did. You had on a very good red tie. That's a sort of expensive. It's silk because they look better. They have a better sheen to them. And I don't want to get water on the tie. And I don't want to drink much. So I lifted up the water. I see we have a little glass of water. Where the hell did this water come from? Right? Where did it come from? And I looked down on my tie, because I've done it. I've taken water, and it spills down under your tie. It doesn't look good for a long time. And frankly, the tie is never the same. So I put it up to my lip, and then I say, because I don't want it, just in case. And they gave me another disease. They gave me another disease. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đang theo sau ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden trong các cuộc thăm dò trước bầu cử vào tháng 11 của Reuters.